Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ quay lại ở xưởng này những chiếc xe đang đậu đèn. Có thể nói là ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Đấy. Đây, ví dụ như Camry đi, quay trước con Camry này. Đây là đèn xenon. Đấy, thì cái này nguyên bản đã được hãng tặng rồi. Bên này thì anh em lắp thêm đôi led này. Bên dưới thì anh em nên độ một đôi bi gầm. Thì đây là cái bi gầm mà bi xenon thôi. Đấy, thì con này nó chỉ rơi tầm hơn 2 triệu anh em ạ. Hơn 2 triệu đôi bi gầm này thôi. Nhưng mà nếu mà anh em chọn cái bi cao hơn thì nó từ 3,5 triệu đến 4,8 triệu. Rất là ngon. Đây, ví dụ như dòng này này. Bảo hành 3 năm anh em nhá. Đấy, Aozoom. Đây. Anh em có thể chọn cái gam màu khác nhau. Ví dụ như 5.000 này, 4.300 này. Đấy, rất là sáng. Rồi ok, mình sẽ quay lại ở xưởng cho anh em xem những chiếc xe đang đậu ở đây này. Rất là nhiều chiếc xe luôn. Nào, quay đến chiếc xe đầu tiên đi. Chiếc xe này thì đã độ cam 360 này. Đây, 360. Đây, 360. Màn hình Android này. Đấy, và siêu trầm này. Đây. Em quay đậu anh. Đấy. Ở đây có một loa center nữa này. Có cả âm ly này anh em ạ. Chất luôn không phải. Hơn cả 3 sàn luôn. Đấy. Chất hơn 3 sàn. Ông chủ rất là trẻ tuổi luôn. Đây, ví dụ CRV thì bên trên là có đèn led rồi. Nhưng mà thực sự là anh em mà đi đến cái đèn này thì sẽ cảm nhận nó hơi tối. Thì mình đang độ một đôi bi gầm. Thì xe này phải dùng dưỡng anh em ạ. Phải dùng mặt dưỡng thì mới làm được. Đây. Hay là như Fortuner đi. Đấy, Fortuner này. Anh em cũng đang độ này. Đấy. Thì cái hốc đèn nó to như thế này, mình sẽ có một cái mặt dưỡng ở phần bên ngoài để cho nó bé lại thì mới đút được cái bi vào đây. Đem cho cái bi vào đây hộ anh. Đấy, nó sẽ hơi bé mà mình cần phải làm cái mặt dưỡng cho nó. Đây, mình sẽ ví dụ cho anh em xem nhá. Đây, anh em đang chế mặt dưỡng này. Đấy, đang làm mặt dưỡng đây anh em ạ. Đấy, anh cho em mượn chút. Đấy, đẹp chưa? Thì còn đây là dưỡng CRV này. CRV nó chưa có, anh em phải đổ lại, độ chế. Thế là có một đuôi đèn gầm mà nó sáng lắm. Còn đây chiếc xe này thì đang thử cho anh bộ loa siêu trầm MTS. Đôi này thì mình cũng test thử cho anh em rất nhiều rồi. Quả này thì hơi đắt tí thôi, 5,8 triệu anh ạ. À, tí nữa thử cho anh em quả karaoke này. Em dừng lại kia cho anh Phan. Cho anh một cái dòng nhạc gì đấy đi. Đang đổi mic. Đang đổi mic à? Ok. Đây là con này là có cả karaoke anh em nhá. Karaoke thì nên có loạt trầm nữa, đánh nó mới sướng. Đó. Rồi, ok, quay thêm chiếc xe nữa. Đây, anh em chế dưỡng trước hết rồi. Các xe như là pha đin này, là phát là zin luôn. Tại sao mà anh em độ pha đin ở đây rất là nhanh. Có cái dưỡng này sẵn rồi, chỉ việc là sập vào thôi. Còn chiếc xe này thì... Đây, còn đây là HUD. Đấy, HUD. Cây này nó sẽ hắt lên trên cái kính lái ấy, ở đây này. Đấy, thay vì chúng ta nhìn ở đây thì anh em bây giờ đặt vào đây. Đấy, và nó sẽ nhìn ở trên này luôn. Đấy, anh em đang lắp vào, quả này cũng rất là tiện. Thì mình vẫn khuyên anh em là HUD ấy, nên chọn loại này. Đừng có chọn cái loại mà nó nhô cao cao ấy. Thì khi đấy mà anh em chọn mà không trả lại được, vừa tốn tiền lại nhìn vào nó bực mình lắm. Đấy, vì là nó nhô cao quá, nó sẽ bị vướng tầm nhìn của mình. Đấy, chiếc xe này thì mình độ thêm chút đây. Đây, trước màn hình này. À, đây là cái combo này. Lấy hộ anh cái... Đấy nhá, combo này sẽ được tặng này camera hành trình này, được tặng thẻ nhớ 32GB này. Đấy, được tặng camera lùi, được tặng thẻ Vietmap, được tặng rất là nhiều thứ. Phiên bản này là phiên bản Pro, bản mới mà C8. Đây là C8S luôn rồi. Ok. Đây, mình sẽ quay lại đây để cho anh em mà có nhu cầu thì ủng hộ Chung Auto nhá. Đấy, mình chuyên độ chế. Đây, trên chiếc xe này. Đây là mình khuyên anh em này. bóng pha là anh lắp xenon, nhưng mà đây là sai rồi. Xenon này nó sáng tỏa, nó không chiếu xa đâu, nên là khi mà anh em đi cao tốc ấy thì nó không bắn được xa, mà nó bắn được cái khoảng tỏa, và đá pha nó không lên được, bởi vì là xenon nó mất 3 giây để kích sáng, nên là độ như này là nó bị sai. Còn về cơ bản thì nó sáng hơn halogen, nhưng mà không nên. Đấy. Ở đây anh đàm đôi bi gầm thì là tuyệt vời rồi. Đây cho mình test thử bộ karaoke. Alo ơi, sao nào? Anh chưa có loa trầm à? Alo, alo, alo. Em cầm mic sao? Yeah, cho mic to lên tí. Không, mic ấy, cái mic ấy. Alo. Một mãi qua cơn mê, giấc buồn nơi bánh bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta bằng tình ròng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa với một mùa lạnh đênh. Cần chỉnh lại một tí này. Ok, nhỏ lại của anh. Quả này là cần chỉnh lại một tí nữa thì mới hay anh em ạ. Chỉnh cái mic lên một chút nữa. Đấy, anh em mà hát hò nhảy múa, khi mà có cái mic này thì nó sẽ hát hò được. Còn nếu mà cho thêm cái quả này thì âm thanh nó đã hay hơn rất là nhiều lần rồi. Đấy, bộ karaoke One E-KR2 anh em ạ. Cắm một phát là xong thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã nghe video chém gió. Rồi, bye bye.